À, thân chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Luyện xuống ở dưới Gò Công Đông, Tiền Giang. Thì quý vị sẽ nhìn thấy cái xưởng bia nó như thế này. Đây là các anh em hỗ trợ trong đội ngũ kỹ thuật kéo gia cáp. Thấy chú này cũng lớn tuổi, còn đẹp trai lắm nha. Chú bây giờ có vợ còn tốt đúng không? Chúng tôi đến hồi lúc 2 giờ rưỡi sáng là coi như là chú mở cửa. Chú bây giờ chú bao nhiêu tuổi, năm mấy? 56. 56 bây giờ có vợ nữa được không? Được. Nhưng mà răng rụng hết rồi, có vợ có làm ăn gì được không? Được không? Có răng mà có răng à. Có để nhà. Còn áo dạ, nón vàng là tính kiếm em nữa. Ok em đúng không? Cho nó vui dụng dịp xuống đi quý vị. Quý vị sẽ nhìn thấy là cái này là anh Thọ thi công treo mấy cái đèn này nè. Thì quý vị biết rằng là tùy theo mức độ đơn giá nó như thế nào thì những cái đèn led này nó treo như thế nào và kỹ thuật nó lên như thế nào thì nó phụ thuộc vào cái đơn giá hết. Cho nên là quý vị sẽ nhìn thấy là ở đây bữa hôm trước tôi tư vấn cho đi những cái đèn như thế nào và đi như thế nào. Thì quý vị thấy là cái này xài thì về thẩm mỹ thì nó không có được cao thôi. Đúng không? Quý vị sẽ nhìn thấy những cái đèn như thế này. Đúng rồi, cái đơn giá nó quyết định hết mà. Đơn giá thấp nên nó không được. Đây là các anh em thủ phục, có em nhỏ này, em cũng muốn có vợ rồi nhưng mà chưa có vợ được nè, em trai nè. 22 tuổi hả? 22 tuổi là có vợ được rồi. Đúng không em? Em có người yêu chưa? Nếu như em 22 tuổi mà em chưa có vợ hoặc chưa có người yêu là nội hàm em bất ổn. Cái hàng nó ổn á. Nội hàm. Mà giờ chấm được không? Dạ. Chấm cái này cho nó nội hàm gì đó, được không? Chấm gì? Cái này là cho nó tốt rồi đó. À, nó chấm được hả? Ghê quá. Anh già này 56 tuổi anh ghê quá. Như vậy không biết là anh Trần Bảo Duy nghe không đây? Rồi, thân chào quý vị. Chúng tôi chuẩn bị bấm 8 cái đầu cáp nữa xong. Rồi chúng tôi sẽ rút về Sài Gòn. Thân chào quý vị.